Ê, chào chị. Chắc là giờ này chưa ai xem đâu, để chào, để mai nếu các chị có xem lại thì biết là con này nó chào chào mình từ đầu này. Có ai rồi, đã bắt đầu có người vào xem trong cái livestream này cùng với em thì em không độc thoại một mình nữa rồi. Em chào các chị nha, chào mừng các chị đã đến với livestream của Sửa Máy Bốc Thịnh ạ. Em chào các chị xinh đẹp của em nha. Rồi, chào những khách hàng thân yêu của em nào. Các chị xinh đẹp ơi, các chị có thể tạm gác lại những cái công việc mà mình đang dang dở một xíu để vào đây xem livestream của em không ạ? Hôm nay em sẽ xả cái set và cái váy của em đang mặc ở đây với giá rất là sốc luôn. Rồi, cái váy này nhà em hàng mới về nhá. Hàng mới về luôn các chị ơi. Hàng mới về, 4 màu cực kỳ là xinh luôn. Chào tất cả các chị đã đến với livestream của em này. Và chúc các chị một ngày mới, một buổi tối thật là vui vẻ luôn. Đây, các chị ơi, đây 4 màu rất là xinh luôn. Chị ơi, cái váy em đang mặc hiện tại em chỉ bán thì giá 49.000 thôi nha các chị nha. Đây, có thể thấy là cái váy này ấy, váy này sẽ rất là hot trong cái thời gian gần đây đấy ạ. Nhà em về cả hai phiên bản dài tay và cộc tay nhé, nhưng mà hiện tại thì cái phiên bản dài tay nhà em thì em chưa có mẫu ở đây, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nên hôm nay em sẽ like cho các chị mẫu cộc tay nhà em trước này. Tất cả các chị ơi, rồi, đã vào rất là đông người rồi, em nhìn thấy tất cả các chị luôn rồi. Ấy, hôm nào các chị cũng vào như thế này có phải là tốt không ạ? Rồi, em chào tất cả mọi người nha, chào tất cả các chị luôn. Chúc các chị một buổi tối vui vẻ nha. Đây, đấy, em còn chưa giới thiệu màu đã biết là đã có màu xanh rêu rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu một xíu về cái váy mà em đang mặc nhá. Cái váy nhà em đang mặc đây là chất liệu len hàng loại 1, dáng chữ A, dáng suông, dáng chữ A dành cho những chị dưới 62 cân. Các chị có thể mặc vừa thoải mái nhá. Đấy, em là cao 1m50, à đâu, cao 1m63 và nặng 53 cân. Đây, có 5 màu, riêng mỗi này nhà em có 5 màu, có tới tận 5 màu để cho các chị lựa chọn nhá. Đây đây, treo vào đây, treo lẫn vào. Đây, nhà em có màu đỏ tươi là màu như bạn canh đang mặc này, màu nâu đất như em đang mặc, màu đen như em đang mặc, màu xanh rêu này và màu đỏ đô. Các chị ơi, những chị nào mà đã thích chiếc váy này rồi, những chị nào thích chiếc váy này thì hãy nhanh tay comment cho em đi ạ. Trong những phút đầu này em chỉ bán cái váy này của nhà em với giá 49.000 cho các chị nhanh tay nhất thôi. Nhanh tay comment cho em là 49 qua, sau đó quay ra chia sẻ bài viết ở chế độ công khai đi ạ. Màu đen này, em cảm ơn Cường Đinh ạ. Nhanh tay comment cho em này, 49k sau đó chia sẻ bài viết ở chế độ công khai, 4-5 màu nha các chị nhá. Và đặc biệt là các chị ơi, các chị đã đặt hàng rồi ấy, thì chú ý theo dõi điện thoại của em. Thực sự hôm nay em gọi rất nhiều lần, thấy lần thứ hai, lần thứ ba mới nghe ạ. Thì cố gắng theo dõi điện thoại khi mà mình đã đặt hàng rồi nha. Đây, hiện tại váy này em chỉ bán với giá 49.000 thôi. Chị nào thích thì nhanh tay comment cho em là 49k sau đó quay ra chia sẻ đi ạ. Đúng rồi, muốn mua váy thì nhanh tay comment là 49k đi nào. Chị ơi, sao hình như cái băng kết nhỉ của em bị đơ rồi sao ấy? Đây. Nhanh tay comment cho em là 49k và chia sẻ bài viết ở chế độ công khai nha. Và em sẽ ưu tiên cho tất cả những chị nào mà chia sẻ bài viết của bọn em thật là nhiều lần vào trong các hội, các nhóm chợ nha các chị nha. Rồi, em sẽ đứng cho chị xem một lần nữa chiếc váy của em. Đây là và dáng váy suông nha, các chị có thể đeo bốt ngắn như em hoặc là đeo bốt hơi cao một xíu cũng được. Đấy, váy này các chị có thể thấy là nó kết hợp với rất nhiều màu. Ok, em cảm ơn chị Lan Tím nha. Tiếp tục chơi game chị ơi, tiếp tục để săn chiếc váy này với giá 49.000 thôi. 5 màu rất là đẹp ạ. Màu đỏ này, màu nâu đất này, màu đen này, màu xanh rêu và màu đỏ này, đỏ đô. Các chị có thể mặc đi làm rất là lịch sự và đi chơi rất là thoải mái luôn. Với chiếc váy này thì các chị có thể khoác thêm một chiếc áo dạ bên ngoài. Em sẽ lấy ví dụ thử nhá, nhưng mà em không bán chiếc áo dạ này đâu, bởi vì đây là chiếc áo dạ của em. Áo dạ của em đây, các chị có thể khoác thêm một chiếc áo dạ của mình như thế này ở bên ngoài cũng rất là đẹp luôn. Comment cho em này, 49k và chia sẻ bài viết chế độ công khai đây. Các chị có thể thấy là các chị mặc như thế này này rất là đẹp luôn này. Đây, chỉ cần khoác thêm một chiếc áo dạ thôi, màu gì cũng được, nhìn rất là xinh luôn. Đây là áo dạ của em, chỉ khoác vào thôi, không bán đâu. Rồi, comment này, 49k. Váy này nhà em hiện tại bán với giá 49.000 cho các chị thân yêu thôi, 49k sau đó quay ra chia sẻ bài viết chế độ công khai. Bốt, đeo bốt và mặc áo dạ vào thì mặc cái váy này nhà em rất là đẹp luôn,
Rất là xinh luôn nha các chị nha. Ai thích thì comment cho em là 49k quay ra chia sẻ đi ạ. Chị Đào Nhung ơi, chị thế thì hãy tiếp tục chơi đi chị ơi, để hôm nay tiếp tục săn đi. Biết đâu hôm nay mình sẽ là người may mắn nhá. Mà cái này đâu cần phải may mắn đâu ạ, chỉ cần các chị chia sẻ nhiều nhất là được rồi. Ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ bán với giá 49.000. Em sẽ bán hôm nay bán 3 chiếc. Riêng mở đầu này em sẽ bán 3 chiếc cho các chị với giá 49.000 nha. Còn yên tâm, các chị khách hàng nhà em thì bao giờ mua váy nhà em thì với giá thì nói chung là nó sẽ rẻ hơn thị trường khoảng từ 70 đến 100.000 một sản phẩm cơ. Những chiếc váy này ở ngoài thị trường bán không dưới 300.000. Em không nói những cái hàng thun thiếc gì nha. Đây em đang nói hàng loại 1. Hàng loại 1 những sản phẩm này các chị vào shop để đi mua mặc đi làm đi chơi không có dưới 300.000. Nhưng mà yên tâm, hàng nhà em lúc nào cũng với giá rất là rẻ luôn. Rồi, màu của em rất là xinh đúng không? Các chị ơi lên đi 500 người em sẽ bắt đầu mở bán chiếc váy này của em nào đây. Đây, quay một vòng cho các chị xem. Đằng sau thì nó là trơn nha, đằng trước nó sẽ kẻ pha ô như thế này nhá. Pha ô như thế này rất là xinh luôn này. Và đặc biệt là treo cái chiếc váy này theo thiết kế của nó thì các chị sẽ được tặng kèm một cái vòng như thế này. Các chị có thể đeo vào trong cái váy này hoặc là cũng có thể bỏ ra để đeo với một đeo thành vòng cổ cũng được. Rất là xinh luôn, bởi vì đây nó có thể tháo rời ra nhá mọi người nha. Rồi, ơi lên người xem hôm nay lên người xem nhanh quá, lên người xem nhanh cực. Rồi chị ơi, chị Liên ơi, cho em mượn một cái máy khác đi, máy này em không đọc được văn kết. Nhanh, máy nhanh tay comment cho em này 49k, sau đó chia sẻ bài viết chế độ công khai. Em bởi vì là nhiều đang các chị đang theo dõi em như thế này thì em sẽ tặng cho các chị rất là nhanh luôn. Rồi, mẫu váy này và mẫu váy này nhà em nhà mẫu tay ngắn nha các chị nhá. Nhanh tay comment cho em này 49k, sau đó quay ra chia sẻ bài viết ở chế độ công khai. Và em sẽ ưu tiên cho tất cả những chị nào chia sẻ bài viết ở các hội các nhóm giúp em nhé. Càng chia sẻ nhiều vào các hội các nhóm thì bên em sẽ càng ưu tiên để có thể bán những chiếc váy này với giá rất là sốc luôn. Hiện tại váy này ngoài thị trường em đảm bảo các chị có đảo quanh một vòng Hà sau các shop lớn ở Hà Nội thì đều sẽ thấy nó có giá rơi vào khoảng hơn 300 luôn. Kể cả mặc cả đi rồi nó cũng phải vào trang 280, 290 luôn. Bởi vì bên em là bên xưởng may rồi, đã cung cấp mặt hàng cho bên họ thì chắc chắn là họ phải bán chênh lên để lấy lãi đúng không ạ? Váy này nhà em bán cho khách lẻ đã có giá rất là rẻ luôn rồi, chỉ có giá là 49.000. Em cảm ơn chị Thanh Thúy Nguyễn nha, chị là kiểm tra hàng sau đó là mặc thử có thể chụp ảnh cho em xem nha chị nha. Cảm ơn cho em này 49k, sau đó chia sẻ bài viết ở chế độ công khai. Đây em cũng vào cái điện thoại của em để em chia sẻ ngay cho các chị đây. Đây váy này rất là xinh luôn đúng không? Em cũng rất thích cái váy này bởi vì là nó dáng suông, các chị có thể che cái khuyết điểm của mình rất là tốt. Chị ơi tìm giúp em nhỉ. Đây, hiện tại bây giờ nhà em đang có 2 người để có thể lọc ra những người có đầy đủ điều kiện để mua cái chiếc váy này của em với giá 49.000, 49k, sau đó chia sẻ ở chế độ công khai. Chị ơi, à đây đây đây, cô Thịnh đây rồi. Đây, sau sau đi vào vào em đây này phát. Comment nào, 49.000 và chia sẻ bài viết ở chế độ công khai, tự dưng lại mất mạng ở bên này mới đau chứ. Comment cho em là 49k và chia sẻ bài viết ở chế độ công khai. Đấy, cực kỳ đơn giản để được mua cái váy này luôn. 5 màu rất là xinh nữa chị này. 5 màu rất là xinh nữa chị chọn này. Đây, màu nâu đất này, màu đỏ tươi này, đỏ đô này, xanh rêu này và màu đen nhá. 4 màu các chị có thể lựa chọn thoải mái luôn. Các chị đợi em một xíu thôi nào. Đợi em một xíu thì em sẽ bán cho các chị luôn nhá. Đợi em một xíu thôi này. Váy này nhà em á, váy này nhà em hiện tại chỉ bán với giá 49.000 thôi, không bán với giá hơn đâu, 49k. Trong những phút đầu này chỉ bán với giá vậy để có thể tri ân cho những cái khách hàng xinh đẹp bên em thôi nào. Các chị nhanh tay comment cho em nào, 49k, sau đó chia sẻ bài viết ở chế độ công khai. Đây, em đã đọc được các comment của các chị đây rồi. Đấy, nhưng mà các chị đừng chửi em, thực sự là không phải là em người là người giữ kết quả cho các chị đâu, mà nó là phần mềm nhà em nó vẫn đang nhảy liên tục luôn, nên mọi người đợi em một xíu, kết quả đảm bảo ra sẽ rất là chính xác luôn. Mọi người chỉ cần comment 49k, không cần số điện thoại, cũng không cần bảo là tặng chị tặng em gì hết, bởi vì phần mềm này nó đâu có biết là mọi người đang nói chuyện với em đâu đúng không ạ? Đấy, đấy phần mềm nhà em nó cập nhật lên, mọi người chia sẻ bao nhiêu lần là nó đều có trên đấy hết. Nên là không cần phải bảo là tặng em thì chỉ cần tập trung comment 49k và chia sẻ thật là nhiều thôi. Rồi, rồi. Rồi các chị ơi, em đã kiểm tra được 2 người nhưng toàn bộ đều là nick ảo. Bên em sẽ không tặng, không bán cho bất kỳ ai ở nick ảo hết nha các chị nha. Nên là những cái nick mà các chị chuyên dùng để đi săn hàng ấy thì đừng áp dụng với nhà em. Những cái nick mà khoảng 200-300 bạn không bao giờ nhà em bán với giá 49.000 nha. Đây, chị Biên Quang ơi, tiếp tục chia sẻ đi ạ. Tiếp tục chia sẻ nào.
nhanh tay comment nào. Rồi, cho em một cái màu nâu và màu rêu. Màu nâu và màu rêu thì nhanh tay chia sẻ để được ra mua với giá 49.000 đi. Váy này ai mà kiểu thích những cái dáng váy xương dễ ứng dụng như thế này mà đi ra ngoài shop mua, các chị có thể thấy là không bao giờ có một cái giá dưới 300.000 riêng với một chiếc váy như thế này. Hơn nữa là hàng loại 1 nữa các chị nhá. Hàng loại 1 này không bao giờ có giá dưới 300.000, em đảm bảo luôn. Điều kiện của bên em, thứ nhất là các chị phải là nick thật nhá, Phương Nam ơi, 10 lần em đảm bảo là anh sẽ không bao giờ được nhá, anh của chị gì đấy sẽ không bao giờ được luôn. Bởi vì các chị khách hàng nhà em ấy săn hàng cực kỳ siêu, toàn chia sẻ 30-40 lần, có người chia sẻ đến 60-70 lần cơ đấy. Rồi chia sẻ nào, nhanh tay nào, comment cho em đi. Đây là màu đỏ tươi nhá, ngoài đỏ tươi này còn có màu đỏ đô, ngoài đỏ tươi còn có đỏ đô nữa đấy. Em sẽ đặt hai sắc đỏ cạnh nhau cho các chị có thể phân biệt này. Comment cho em này, 49k, và tiếp tục chia sẻ đi để em sẽ trong, bởi vì mọi người đang đợi em hơi lâu đúng không? Mọi người có vẻ đợi em hơi lâu để em bán thì em sẽ đọc liên tiếp vài người được mua luôn. Rồi ok, đã có kết quả của người đầu tiên này. Em cảm ơn Mai Mai nha. Đừng giờ này làm gì đã đi ngủ, vào đây chơi game đấy chị ơi. Vào đây chơi game cùng với em đã, mà đâu có phải chơi game đâu, chị đây chỉ là săn hàng thôi. Em còn đánh đố với các chị đâu đúng không? Chỉ cần các chị comment đúng cú pháp và chia sẻ nhiều lần thế là thôi. Thế là có thể được mua rồi này. 49k, sau đó chia sẻ bài viết ở chế độ công khai nha. Váy em đang mặc đây ạ. Đây, các chị có thể thấy đây, đằng sau nó cũng rất là xinh. Đằng sau nó cũng chỉ là váy suông thôi, nhưng mà rất là dễ mặc cho các chị mà có thân hình nó không được đẹp chuẩn như người mẫu nha. Bởi đây rất là nhiều nhóm nha, và ngày nào cũng chơi cả. Đây đây. Đây các chị ơi, người này là chị không biết con trai hay con gái, hình như con trai. Đây, nhanh tay comment cho em này. Comment cho em 49k đi. Chị ấy tiếp tục luôn tìm cho em người thứ hai nhá. Tìm luôn cho em người đầu tiên được mua chiếc váy này là một bạn nam. Đấy, chẳng là chị em mình bây giờ để thua một bạn nam luôn. Đấy, đây là bạn Lê Việt Anh. Đã kết thì chưa vẫn yêu, chắc là săn váy về tặng người yêu đây. Bạn Lê Việt Anh đây, đến từ Hải Dương hay là Sơn La gì đây nhở? Sống tại Hải Dương và đến từ Sơn La. Chị anh ơi, anh Lê Việt Anh ơi, anh nhanh tay comment cho em xin đầy đủ địa chỉ và số điện thoại. Chia sẻ cực kỳ nhiều luôn. Chia sẻ cực kỳ nhiều và đặc biệt là chia sẻ lên các nhóm không biết bao nhiêu lần luôn đấy ạ. Bởi vì con số mà anh ấy đang chia sẻ vừa nãy em đọc là 40 nhưng bây giờ nó vẫn đang tiếp tục tăng. Rồi, người đầu tiên được mua cái váy này của em với giá 49.000. Đấy là một bạn nam rất là nhanh tay luôn. Bây giờ chị nào chúng ta không thể thua được một bạn con trai đúng không? Trong cái lĩnh vực thời trang rồi váy vóc này thì chúng ta không thể để thua bạn nam được, thì em còn hai chiếc váy bán với giá 49.000 nữa. Các chị nhanh tay lên nào, em mong người thứ hai này sẽ là một chị nữ nữ nha. Đấy, rồi em rất mong là tặng cho một bạn nữ nha, còn bạn nam này chia sẻ rất là nhiều lần luôn. Đấy. Các chị ơi, bây giờ đến người đầu tiên là chị anh đã chia sẻ cả vào trang cá nhân, cả vào nhóm. Người thứ hai sẽ chỉ ưu tiên cho những ai chia sẻ vào các nhóm thôi. Tất cả những ai chia sẻ vào các nhóm nhiều lần rồi, chia sẻ trên 30 lần vào các nhóm thì comment lên là đã chia sẻ trên 30 lần vào các nhóm để em kiểm tra luôn những người đấy nha. Rồi, anh Lê Việt Anh ơi, cho anh 1 phút, đừng bảo là vui quá nữa. Cho anh 1 phút để comment đầy đủ địa chỉ và số điện thoại này. Đấy. Đây, các chị ơi, bên em ship code toàn quốc chỉ với giá 30.000, ship code và thu tiền tận nhà, mọi người được kiểm tra hàng tận nhà và chỉ với giá là ship code toàn quốc là 30.000. Rồi, ok. Comment cho em này mà. Comment rồi, ok, em đã thấy có những người bảo comment là đã chia sẻ trên 30 nhóm thì để em xem, em kiểm tra luôn nha. Đây, chiếc váy này mọi người có thể thấy là rất là xinh. Em chỉ cần mặc như thế này và đeo một đôi bốt thôi. Cũng có thể hôm nay là em thiếu tất chân. Bởi vì hôm nay là lúc đấy làm là em đi từ chỗ là học đến đây thì là mặc quần bò nên không mặc đeo tất. Nhưng mà mai nếu mà có like những cái mẫu như thế này thì em sẽ mang theo quần áo để mix đồ cho các chị luôn. Rồi, em nhìn thấy tất cả mọi người luôn này. Comment này, comment 49k, sau đó chia sẻ bài viết ở chế độ công khai nha. Nhưng ai đã thích nó rồi mà muốn mua nó vì giá rẻ ấy, thì hãy nhanh tay comment đi. Cơ hội sẽ chỉ còn khoảng 2 người nữa thôi. 2 người nữa thì em sẽ bán nó với giá bình thường nha. Còn hiện tại vẫn chỉ với giá 49.000 thôi các chị ơi. Váy này ngoài thị trường không có dưới giá 300.000, em đảm bảo với mọi người luôn. Không có giá dưới 300.000 luôn. Đây. Váy đây các chị ơi. Đây chị nào hỏi đây, dáng đây rồi chất đây rất là đẹp luôn. Đây bây giờ đang
1.200, 1.300 rồi, lên 1.310, lên 1.400 à, 1.400 này, 1.400 đi, để em nhanh tay em bán cho các chị cho hết váy với giá 49.000, sau để em quay ra bán hàng nào. Rồi nhanh tay comment cho em này, chị ơi, cái váy này thì là đúng là nhà em có dáng tay dài, bên em vẫn đang may tay dài, nhưng mà hiện tại thì chưa may xong cái dáng tay dài đấy, thì hiện tại có mẫu váy tay cổng nha, mọi người thích thì có thể đặt giúp em này, đặt giúp em là 49k, sau đó quay ra chia sẻ bài viết ở chế độ công khai, mua ok chị ơi, nhưng mà bên Đài Loan thì bên em vẫn chưa tìm ra được cách gì để gửi, bởi vì nếu gửi bên đấy là sẽ là gửi quốc tế, cước nó khá là đắt luôn và không thể có giá cước là 30.000 luôn đấy chị ạ. Đấy thì có thể em sẽ nhắn tin lại cho chị và để có thể gửi hàng cho chị nhá, bởi vì cũng có rất nhiều khách Đài Loan muốn đặt hàng ở bên em, nhưng mà bên em vẫn chưa tìm ra cách gì để gửi cho các chị có thể giá cước rẻ nhất luôn, chắc chắn là gửi sang bên đấy thì sẽ không có giá cước 30.000 đâu. Comment cho em này, 49k, sau đó chia sẻ bài viết chế độ công khai. Chị ơi, tìm luôn cho em người thứ hai nha. Tìm luôn cho em này, bên em sẽ đọc liên tiếp luôn, đọc là nhanh để cho bán nhanh, để có thể tặng nhanh cho các chị, để có thể bán hàng nào. Rồi, áo em đang mặc chỉ với giá 49.000. Hiện tại em đang bán với giá 49.000, chị nào thích thì nhanh tay comment cho em 49k, sau đó chia sẻ. Không cần phải comment dưới mà em đọc tên ai thì người ấy sẽ được mua với giá 49.000 nha. Rồi, 49k và chia sẻ bài viết ở chế độ công khai. Đừng comment số điện thoại nha. Chỉ cần 49.000 thôi. Đây, chia sẻ nhiều không phải là được đâu, cứ phải chia sẻ nhiều nhất cơ. Bên em có cái phần mềm ai chia sẻ nhiều nhất, hiện tại nó đang hiện lên luôn này. Hiện tại người chia sẻ nhiều nhất là người chia sẻ 60 lần. Ai vượt qua được con số này nào, người là vẫn đang tiếp tục tăng, mọi người cứ chia sẻ vẫn tiếp tục tăng. Rồi, với giá là 49.000 chiếc váy này thì em thề với các chị là 50.000 bây giờ các chị có thể mua được cái gì nhỉ? Một cái thẻ điện thoại, ok. Mua được một vài thứ khác ăn và mồm xong hết. Nhưng mà mua chiếc váy này thì mặc từ năm này qua tháng khác, từ mùa này sang mùa khác. Váy này thì mùa hè các chị có thể mặc được luôn, đảm bảo luôn. Khoác thêm ngoài một chiếc áo dạ như thế này nữa, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ nữa. Đây, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ như thế này thì nó sẽ thành trang phục mùa đông. Còn cởi ra thì nó sẽ thành trang phục mùa hè, rất là dễ kết hợp luôn đúng không ạ? Đây, áo này, áo của em không bán, đừng ngại em bán. Comment cho em này, 49k, quay ra chia sẻ bài viết chế độ công khai để được mua chiếc áo váy này của em nào. Váy này của em hiện tại 49.000 thôi. Rồi, đây, rồi cho em màu đỏ. Mọi người ơi, đừng comment cho em, chỉ cần comment 49k thôi. Em không yêu cầu là mọi người phải bảo là cho em hay là cho anh gì cả. 49k thôi, đơn giản lắm. 49k, quay ra chia sẻ nào. Rồi, mình đặt hàng, các chị ơi, đây em nhân tiện đang đông người một xíu nhé. Nhưng ai mà đã có thiện chí đặt hàng bên em thì chú ý theo dõi giúp em điện thoại, bởi vì có những lúc em gọi đến chục người chẳng thấy ai nghe máy hết. Đấy, mọi người cố gắng để ý giúp em điện thoại, đã đặt hàng rồi thì hôm sau bên em liên hệ lại, chú ý giúp em này. Rồi, chị ơi, đợi em một xíu nữa nha, đợi em một xíu nữa thôi thì em sẽ bán những cái mẫu này của nhà em nhá. Hôm nay em sẽ like vài mẫu cho các chị, những cái mẫu dáng suông rất là đẹp luôn, năm màu, mẫu này đỏ tươi này, đen này, đỏ đô này và xanh rêu, năm màu rất là dễ mặc luôn. Cái màu em đang mặc em nghĩ là dễ mặc nhất so với cái người da hơi ngăm ngăm như em nhé các chị nhá. Em thấy là cái màu nâu này dễ mặc nhất này. Rồi người thứ hai được mua giá với váy với giá 49.000 là chị này, có thứ nhất là chị là nick thật, có hơn 1.000 bạn bè. Thứ hai là chị chia sẻ trên 70 lần và các nhóm, có những nhóm chia sẻ đến 5 lần nha. Đây, con số vẫn đang tiếp tục tăng nha, em không biết bao nhiêu thôi, em cứ đọc con số mà vừa em nhìn thấy. Đây là chị Nhi Cú Te. Nhi Cú Te đúng không nhở? Đến từ Hà Nội, Ba Vì Hà Nội. Nhưng mà chết rồi, cái điện thoại của em này nó đây. Đây Nhi Cú Te. Chia sẻ con trai này. À con gái à, nhanh tay comment cho em xin đầy đủ số điện thoại và địa chỉ. Chị ơi, chị Nhi Cô Tê này, nhanh tay comment cho em xin đầy đủ địa chỉ và số điện thoại. Em cho chị 1 phút thôi, trong vòng 1 phút nếu như mà không comment địa chỉ và số điện thoại thì em sẽ nhường cơ hội cho người khác nha. Nhi Cô Tê đây, ảnh đại diện đây nha. Nếu chị nào nhận ra đây là mình thì nhanh tay comment cho em xin đầy đủ địa chỉ và số điện thoại, cũng như là cái váy mà mình, màu váy mà mình muốn lấy đấy ạ. Rồi, mọi người ơi, con số và những người xem cùng với em vẫn đang tiếp tục tăng lên, nên là em sẽ vẫn sẽ tặng cho các chị nha. Vẫn sẽ nhị hay nhi nhỉ? À, đây, những ai con số vẫn đang tiếp tục tăng lên, nên là em sẽ vẫn
vẫn tiếp tục tặng cho các chị này. Lên 1.800 tiếp tục em sẽ tặng tiếp. Hôm nay yêu cầu của em mỗi inbox chỉ cần lên khoảng 200 người thôi, em sẽ tặng cho bán cho mọi người với giá 49.000 nha. Đây 49k thì mình như bắt đầu giảm người xem rồi, lên 1.800 nha mọi người ơi. Lên 1.800 để tặng tiếp nào. Đây, còn trong thời gian chờ đợi lên đến con số 1.800 người xem thì em sẽ bán các mẫu váy này của em nhá. Mẫu váy này của em là hiện tại là 280.000, sale xuống chỉ còn 250.000 ngay trong tại livestream này. Chị nào thích thì nhanh tay đặt cho em là V48 cộng màu địa chỉ và số điện thoại. V48 nhà em có 5 màu: đỏ tươi, màu đen, màu xanh rêu, đỏ đô. V48 cộng màu địa chỉ và số điện thoại là mọi người ơi. V48 này hiện tại là 280.000, sale xuống ngay tại trong livestream này là 250.000, giảm luôn 30.000 cho các chị nào đã chia sẻ bài viết giúp em này. Đây, bài này này, V48 sau đó chia sẻ bài viết ở chế độ công V48 cộng màu địa chỉ và số điện thoại nha. V48 là viết tắt của từ váy số thứ tự 48. Rồi, V48 cộng màu địa chỉ và kèm theo địa chỉ và số điện thoại giúp em nha. Mọi người, em thấy đã đặt V48 Vương Huyền ơi, cho em xin đầy đủ địa chỉ và số điện thoại này. 63 cân thì sẽ không vừa đâu chị ơi. V48 cộng màu địa chỉ và số điện thoại, 5 màu: đỏ tươi, đỏ đô này, xanh rêu này, đen này, và màu vàng nâu đất, rất là xinh luôn đấy ạ. Váy này nhà em hiện tại chỉ còn 250.000. Ok Thanh Đào Trần, ok Thủy Vũ, ok Ánh Nguyệt. Đây, bên em ship toàn quốc, ship muôn nơi. Còn nước ngoài thì bên em đang tìm cách để có thể ship ra cho mọi người. Ok này, ok chị Nhị Cô Tem đã nhận được số điện thoại của chị rồi, 58 cân vừa thoải mái. Váy này dành cho những người mà dưới 62 cân, nhưng mà 62 cân thì các chị phải cao 1m6 thì mặc mới đẹp nha. Đấy, nói chung là các chị cứ để lại đầy đủ địa chỉ và số điện thoại, bên em sẽ liên hệ cho các chị để tư vấn cho từng người một này. Váy này nhà em nhá, 40 V48 và 250.000. Ok Trần Cảnh này, ok Thúy Nguyên, ok Hương Đô, ok váy màu cam V10 Mai Phương Trần, 250.000, 56, 58 cân các chị mặc vừa thoải mái với mẫu dáng suông. Em 53 cân và mặc nó vẫn là rất là rộng này. Đấy, rất là xinh luôn. Váy này mặc rất là dễ luôn này. V ok Chi Mai, ok Tuấn Sim Nguyên, ok Nắng Cười, ok Nguyễn Giang Ngô, cho em xin số địa chỉ các chị ơi. Nguyên Tú ok này, bởi vì giọng của các chị em mình ở mỗi vùng miền khác nhau ấy, thế nên là các chị cố gắng là comment đầy đủ cho em cái địa chỉ để em có thể gửi về địa chỉ chính xác nhất. Nhiều lúc gọi điện nó nghe giọng khác nhau rất là khó luôn, nên là chị nào thích, thiện chí muốn mua thì comment đầy đủ địa chỉ và số điện thoại cho em. V48 cộng màu địa chỉ và số điện thoại nha. Ok, 250.000. Thạch Nguyên ok, Ánh Nguyên cho em xin địa chỉ số điện thoại. Nguyễn Thắng ok này, váy này nhá, khoảng từ 40 cân trở lên mọi người đều có thể mặc được, 40-45 cân trở lên này. Đấy, váy này dành cho những cái chị mà có thân hình nó không có thể mặc được váy body, tức là mặc váy body mình có thể là không tự tin lắm, thì nếu mặc những chiếc váy suông này, bụng em có to đi chăng nữa thì các chị cũng có thể thấy là em mặc rất là tự tin những cái mẫu váy suông này. Nên là dạo gần đây chỉ bán váy suông thôi. Đấy, mình mặc đẹp cái gì mình bán cái đấy này. Váy này nhà em là 250.000. Ok Ngọc Cười, bầu mặc được cái chị nhá. Bầu này có thể 4-5 tháng các chị vẫn có thể mặc được mà. Bây giờ bầu người ta còn mặc váy body cơ mà. Đấy, ok Cua Đồng, mẫu này nhà em là 250.000 các chị nhá. Ok Sơn Nụ Ca này, chị xem có ở đâu đâu. Ok Thúy Nguyễn này, ok Tu Trinh này, ok Vân Cá này, ok Thỏ Ngọc Nunu này, ok Trần Cảnh này. Đây, váy này nhà em á, chỉ có giá là 250.000 thôi, nên là rất là rẻ luôn. Các chị ơi, thị trường làm gì có bán với giá dưới giá 300.000. Bên em đổ buôn nên bên em chưa biết chứ ạ. Chuyên may xỉ nhá, bên em chuyên may các mặt hàng như này, nên là những anh chị nào mà cũng đang có kinh doanh các thứ thì cũng có thể liên hệ với bên em để bên em có thể chiết khấu cho các chị với giá của buôn nha, còn giá lẻ đảm bảo lúc nào rất là rẻ luôn rồi. Ok vậy. Đây chị ơi, em 1m63 thì sẽ mặc trên gối nhé, còn những chị mà ví dụ 1m6 thì có thể mặc chạm đầu gối hoặc là qua gối nhá. Mẫu váy này dáng suông cực kỳ dễ mặc luôn. Đấy, dễ mặc cực. Ok Cao Vương này, V48 cộng màu địa chỉ số điện thoại. Nội thành bên em ship đồng giá 20.000, nội thành Hà Nội ạ. Còn ngoại thành và các tỉnh khác là đồng giá 30.000 hết. Ship cốt nhận tiền nhận hàng thu tiền. Các chị được kiểm tra hàng tại chỗ luôn và bắt buộc phải kiểm tra tại chỗ giúp em nhá, để mình có lỗi lầm gì thì mình có thể báo bên em luôn. Rồi, ok, mặc vừa chị ơi, V48 cộng màu địa chỉ và số điện thoại. Ok Cỏ May, ok Hiền Lê, ok Thúy Sơn, ok Life Fan. Em thấy tất cả mọi người luôn 250.000.
250.000, rất là rẻ luôn. Mẫu này mặc rất là dễ kết hợp, các chị có thể đi bốt nha em, đi scan đi những cái đôi dép trong vào đấy, đại khái là rất là dễ mặc luôn. Váy này hiện tại nhà em chỉ có giá là 250.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn. 5 màu, màu nâu đất này, đỏ tươi này, màu đen này, màu xanh rêu này và màu đỏ đô. Đây hai sắc đỏ khác nhau nữa chị nhá. Ở trên kênh nhà em là màu đỏ đô, còn đây là màu đỏ tươi, còn đây là màu đỏ đô. Chị nào thích thì cũng đặt luôn giúp em ạ. Và em đang mặc 250.000. Ok bombi này, ok bảo chân này, 48V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. Đây. Đây. Rất là xinh luôn, rất là xinh luôn đúng không ạ? Váy này hiện tại em chỉ bán với giá là đây là màu nâu đất, màu nâu đất. Đây, màu nâu nha các chị nhá. Màu nâu này mặc rất là sáng da, da em đen nên em đôi khi em chỉ mặc màu này thôi. Đấy, Lai em rất thích mặc những mẫu này này, rất thích mặc những cái mẫu màu như thế này. Bởi vì da mình hơi ngăm một xíu, da người châu Á mà, nên là rất ít người có thể trắng. Bên em chọn những cái màu mà không hề làm xỉn da mọi người nha. Mặc vừa nha mọi người nha. Các chị cứ chỉ cần để lại giúp em số điện thoại và địa chỉ nhà mình nhá. Bên em sẽ gọi điện để tư vấn cho các chị, gọi điện để tư vấn cho các chị về chiều cao, cân nặng có phù hợp với sản phẩm nhà em hay không. Nếu các chị mặc đẹp thì bên em mới bán, còn nếu không thôi nha. Rồi, chị anh Kim cứ bình luận giúp em nhá. Ok, chị Phương Hoa cho em xin địa chỉ và số điện thoại nào đây. Váy rất là xinh luôn đúng không ạ? Váy này hiện tại nhá, chỉ có giá 250.000 thôi. Còn bình thường nhà em bán với giá 280.000. Trong livestream em sale luôn 30.000 cho tất cả những chị nào đã tương tác cùng với em từ đầu đến bây giờ và đặt hàng trực tiếp trên livestream giúp em nhá. Rồi, Nông Thị Việt, ok, ok Lưu Xuân, ok Trang Trang, ok Ngọc Lan, 250.000 các chị nhá. Ok, chị Đặng Lưu, Đặng, dạ. Lưu Xuân cho em xin địa chỉ đi ạ. Ok, chị Hoàng Phố, Hoàng Thúy nhá. Ok, chị Vi Vân này, các chị cho em xin đầy đủ cái địa chỉ giúp em nhá. Giúp em comment đầy đủ giúp em cái địa chỉ này. Đây, đồ bốn màu rất là đẹp luôn. Màu đỏ tươi này, xanh rêu này, đỏ đô này. Màu đen thì em chưa sâu được cái vòng tại vội quá. Đây, ok chị Hương Hồng này, ok Đặng Liêu Hê, Hương Ngọc này. Shop em ở xóm 6 Ninh Hiệp nha, Hương Hà ok này, Ánh Nguyệt ok này. Shop em ở xóm 6 Ninh Hiệp mọi người nha, đảm bảo với tất cả mọi người là hình em như em like như thế nào thì sản phẩm về đến tay mọi người chất lượng y như thế các chị nhá. Bên em hàng bán để lấy khách chứ không bán đuổi khách, nên là tất cả những sản phẩm bên em đều không treo đầu dây bán thịt chó như một số những không khác. Đấy, đấy, có thể là hình của họ đang lên rất là đẹp thế nhưng mà về tay các chị thì lại rất là phí tiền luôn. Váy này nhà em hiện tại chỉ có giá là 250.000, chất liệu len rất là đẹp luôn, dáng chữ A, dáng suông chữ A luôn, rất là xinh này. Ai thích thì nhanh tay đặt giúp em. 250.000 các chị nhá. 250.000 này, ok chị Bảo Trân này. Bên em đổi thành 20.000 và ngoại thành 30.000 nhá. Em đảm bảo với các chị là ở các shop khác ấy, không, váy này không có dưới 300.000 đâu ạ. Không có dưới 300.000 với những cái hàng loại một như thế này đâu, nên là các chị cứ yên tâm đặt hàng bên em đi. Chị Phương Thảo, ok chị nhá, ok chị Bình Lê nhá. Và em đang mặc là dưới 62 cân, mọi người mặc vừa thoải mái. 62 cân đổ lại, mọi người mặc vừa xinh luôn nhá. Đây, em như em là 1m63 và 53 cân, hơi gầy một xíu nhưng mà cũng có thể mặc rất là xinh. Rồi, váy yếm là 250 chị ơi, áo em đang mặc là 250, váy này 250. Ai thích thì đặt giúp em V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. Màu xanh rêu này, màu đỏ đô này, màu đen này và màu đỏ tươi như trên kênh nhá. Màu đỏ đô ok, mọi người bắt buộc giúp em có một điều đấy là phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ok, Vương Lan Anh, đúng màu, đúng mẫu của bên em thì mới mặc nhá. Đây, váy này nhà em 250.000 các chị nha. Ai thích thì đặt giúp em này. Đặt giúp em V bao nhiêu, cái này là V bao nhiêu nhỉ? Chứ rồi V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. Hoàng Quý ok chị nha. Ok Vân Diệp Hà này. Màu em sẽ thay sang màu khác cho mọi người xem nhá. Những cái màu rất là dễ mặc bên em nhá. V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. Những cái màu này mặc rất là dễ và rất là xinh luôn. Đây, màu đỏ đô. Màu đỏ đô nha các chị nha. Ai thích màu đỏ đô đặt luôn cho em này. V48 cộng đỏ đô, kèm theo đó là địa chỉ và số điện thoại nha. Ok Nguyễn Thúy, ok Trúc Linh Phạm, ok Hậu Nguyễn, ok Vân Tú, Phận Túi này. Váy này nhà em mắc 250.000 các chị ơi. Đây có hai màu cho các chị so sánh này. Màu đỏ đô với màu đỏ đỏ tươi. Như anh đang mặc là đỏ đô, còn như canh đang mặc là màu đỏ tươi. Ai thích màu như em thì đặt là V48 đỏ đô, còn như canh là V48 đỏ tươi nha.
Rồi, ok Ngân Hà, cho em xin đầy đủ địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Ok chị Phận Tủi này, ok nơi Nguyễn Thị Nôi này. Màu đen, có màu đen đây. Màu đen là màu dễ mặc quá nên là thực sự là em cũng không muốn mặc lên bởi vì nó rất là dễ mặc luôn. Đây, màu đen này, màu rêu này, màu nâu và màu đỏ nâu, đỏ tươi. Ai thích màu nào thì đặt luôn này. Rồi, ok Hà Thúy này, chất liệu len nha mọi người nhá. Ok chị Bình Lê này, ok chị Hương Ngốc này. Màu em vừa mặc là màu nâu nhá. Ok Hương Ngốc này, ok Hoàng Xuân này, ok Nguyễn Tú này. Ok Hàng Trần, váy này nhà em free size dành cho những người dưới 62 cân, các chị có thể mặc vừa thoải mái luôn. Váy này dáng suông và được, đặc biệt là các mẫu váy len thì thường thường là sẽ không có size. Nhưng mẫu váy len thì không có size bởi vì đã may bằng chất liệu co giãn luôn rồi. Các chị chú ý giúp em nhá. Còn những cái mẫu váy ví dụ các chị thấy là 80 rồi 100 nghìn, bây giờ mà họ váy body ấy mà có size XL ấy, bằng chẳng qua là họ may bằng chất liệu thun, nó không co giãn tí nào hết. Nên là mới phải may những cái size như thế nha. Rồi ok chị Hồng Sơn, cho em xin địa chỉ và số điện thoại. Liên Hồng, cho em xin địa chỉ và số điện thoại nha. 58 cân em đảm bảo mặc vừa, không mặc vừa giả lại em luôn nhá. Rồi ok, nhìn đời rơi lệ, ok chị này Nguyễn Thị Liên, ok chị nha. Váy này nhà em 250.000, 57 cân cũng mặc vừa luôn. Váy này rất là dễ mặc em bảo rồi. Nhưng cái thiết kế váy suông này nó sinh ra là để dành cho những cái chị mà không dáng không đẹp như em. Đấy, dáng hơi béo như em, rồi hơi mập một xíu như em này, che bụng rất là tốt này. Hoặc là gầy, các chị gầy thì các chị cũng có thể che đi những cái khuyết điểm của cơ thể mình. Đó, mình không đẹp được như người mẫu, không mặc được như những canh này đâu. Ví dụ như mẫu váy body thì các chị chắc chắn em đảm bảo với các chị là chỉ những chị nào mà dáng mình đẹp một xíu mình mới có thể mặc được. Còn những cái dân váy này thì dễ mặc cực kỳ luôn, không yên tâm được cứ đặt hàng như nào. Các chị được phải kiểm tra hàng trước giúp em nhé, không phải là các chị được nữa mà đấy là quyền lợi và nghĩa vụ các chị kiểm tra giúp em đúng màu đúng mẫu thì mới đàm mới cầm giúp em nhé. Đây váy này nhà em hiện tại là 250.000 V48, chị nào thích nó thì đặt giúp em. Ok Hoàng Thùy My, cho em xin là V48 đỏ nâu nha. Đây màu đen đây các chị ơi, màu đen là pha ô nâu nhá. Đây em mặc rồi, lát nữa em sẽ mặc thử tất cả các màu cho các chị xem này. Màu bò đây chị ơi, màu bò đấy ạ, màu vàng bò em vừa mặc từ đầu đấy ạ. Ai thích thì đặt giúp em này, V48 cộng màu địa chỉ và số điện thoại. V48 cộng màu địa chỉ và số điện thoại này. Ngân Hà ok chị này. Đây đang bán đấy thế chị Hằng Trần ơi. Đây váy này nha, váy này rồi ok chị Thanh Nguyễn Thị này. Em mặc màu đen, màu đen mà em cũng phải mặc á chị, em thấy màu đen nó dễ mặc quá rồi ấy. Rồi lát nữa em sẽ để cho màu đen mặc cuối cùng bởi vì là thường thường các mẫu của em thì em chẳng bao giờ em mặc màu đen luôn. Các chị nhà em mà cứ thấy khách nhà em mà cứ thấy màu đen là auto đặt, chẳng cần biết là mẫu gì nhưng cứ thấy màu đen là đặt bởi vì màu đen là dễ mặc nhất, chẳng phải đắn đo suy nghĩ gì hết. Rồi Doanh Doanh Tô ok chị nhà, em phải bắn nhanh, nói nhanh thì mới trả lời hết đấy chị, không á chị chửi cho là con này khinh người không trả lời tao. Ok Thanh Hoàng ok này, không free ship bất kỳ đâu nhá, miễn bền ok. Váy này nhà em bán với giá 250.000, 250.000 này. Màu đen em sẽ mặc kiểu màu rêu chứ nhá, màu rêu cho nó lạ trước này. Váy này nhà em 250.000 đó chị ơi, ai thích thì đặt giúp em. Giúp em váy này là V48 cộng màu địa chỉ và số điện thoại. Ok chị Hằng Trần nhá, bên em không free ship đâu các chị ơi, ship nhà em váy nhà em đã bán rất là rẻ rồi, váy bán rẻ rồi không thể bù ship cho các chị. Các chị có thể thấy là người ta có thể bán đến 300-400 nghìn nhưng người ta free ship cho các chị, đấy là người ta đã đội tiền lên rồi, còn nhà em bán đúng bằng tiền thôi, bán đúng bằng tiền sản phẩm thôi. Đây tiếp theo màu xanh rêu, màu xanh rêu đấy em bảo rồi, da em đen nhưng mà mặc những cái màu này nó rất là sáng, vẫn rất là sáng luôn. Váy này nhà em 250.000 ok Mai Linh Trần, ok Nguyễn Cường. 1m52 các chị mặc sẽ qua gối nhá, em đang mặc trên gối các chị sẽ mặc qua gối. Váy này nhà em hiện tại có giá 250.000 V48 năm màu, các chị có thể chọn màu thoải mái luôn này. Ok chị Liên Hồng, cái mà em đang mặc này là 250.000 thôi, rất là rẻ này. Ok chị Hồng Sơn này, ok Ruby Đỗ này. Chị ơi hơi mập thì em nghĩ chị có thể mặc màu đen đi, mặc màu đen cho nó ấy. Nhưng mà những cái mẫu váy này suông rồi thì mặc màu nào cũng chẳng như nhau ạ. Người ta cứ quan trọng màu đen là nó gầy đi, nhưng mà em thấy mẫu váy suông này thì nó che hết bố rồi còn đâu mà biết mình mập nữa. Rồi ok Nguyễn Kim Dung, ok Hằng Trần, ok Lê Tĩnh, ok Tự Vải. Cho em xin đầy đủ địa chỉ và số điện thoại giúp em nhá.
các chị đặt hàng giúp em cái địa chỉ số điện thoại, nó có mất có chưa đầy một phút thôi, giúp đỡ nhau này, bởi vì là bây giờ đơn hàng nhà bên em đang rất là quá tải luôn, nhân viên không thể phục vụ hết được. Các chị càng cho địa chỉ chính xác bao nhiêu thì bên em gọi điện chốt hàng càng nhanh nhá. Ok, chị Tình Thương muôn vàn cho em địa chỉ và số điện thoại nào. Ok, chị Nguyễn Diệu này, V48, đây là màu xanh rêu nhá, màu xanh rêu rất là xinh luôn. Màu xanh rêu, ai thích thì đặt giúp em này, V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. M50 chị đem mặc qua gối. Ok, chị Nơi này, ok, Tuyền Kim ơi cho em xin địa chỉ và số điện thoại. Váy yếm nhà em là 250.000. Chị có thể xem lại live buổi hôm qua của em nhá. Nếu ship bệnh viện Bạch Mai 20.000. Tất cả nội thành Hà Nội, tất cả các huyện, các quận như kiểu Thanh Xuân rồi Hà Đông, Cầu Giấy, các thứ cũng chỉ 20.000 tiền ship. Mọi người mà ai hay mua hàng trên mạng nhiều rồi ấy, thì chắc chắn là các chị biết là bây giờ shipper những cái mùa đông như này gạt chân trống lên không biết sai gần 30.000 tiền ship. Đấy, bên em đã bù cho cả khách nội thành và khách ngoại tỉnh rồi. Khách ngoại tỉnh một đơn rẻ nhất nhà em ship đi là 30.000 tiền ship và 15.000 tiền thu hộ cũng như là xem hàng. Nên bên em lúc nào bù tiền ship ra cho mọi người một xíu rồi, nên mọi người làm ơn đừng mặc cả tiền ship với em không trả tiền ship đấy đâu. Ok, em 1m63 các chị nhá, màu đen đây các chị ơi, màu đen này nhà em hiện tại cũng chỉ có giá 250.000 thôi, màu đen nhá. Ai thích thì đặt giúp em này, V36 á. Chị ơi, V36 về hàng không nhở? V36 hình như nhà em vẫn chưa may xong. Dạo này thực sự là quá tải quá, chị thông cảm giúp em nhá. Ok, chị Bồ Công Anh, ok, chị Như Tiến. Yếm đến trả lời rồi mà, em bảo là xem giúp em cái like tối hôm qua em like nhá. Rồi, Bồ Công Anh ok, đầm này 250.000. Cứ mỗi buổi tối, các chị chú ý giúp em, mỗi buổi tối này là em sẽ like hàng mới. Mặt con này sẽ like hàng mới. Đấy, sẽ like một số những cái hàng mới của bên em vừa mới về. Chưa ai mặc thì em mặc trước. Đấy, nên là các chị nào thích đặt hàng mới thì có thể đặt trực tiếp trên live buổi tối nha. Rồi ok, chị Hàng Trần này, màu xanh 250.000 các chị ơi. Tuệ Tinh ok, Ánh Nguyệt ok, ship tỉnh 30.000. Đăng Lưu ơi, lát em sẽ kiểm tra lại đơn nhá. V10 còn màu còn nhưng mà nó dạo này nó bán nhiều quá rồi nên em không like lại. Mẫu đấy chị có thể xem những like trước các chị nhá. Đúng rồi chị Thu Hoàng, em biết rồi, nhưng mà cái mẫu này nó đang bị cháy mất hàng, cháy mất vải để may. Vải để may đang không có. Có hàng em sẽ gọi điện và liên hệ với chị luôn nhé chị nha. Em nhớ chị rồi, mấy lần, ba lần rồi chị nhắc em đúng không? Tối nào chị cũng nhắc em là mẫu V36 của chị. Rồi, ok này Thu Hà, mặc vừa chị ơi. Em nhìn thấy chị Nguyễn Kim Nhung rồi. Đăng Lưu ơi ok, lát mai, mai đi em sẽ kiểm tra đơn hàng của mọi người nhá. Còn bây giờ nhân viên các chị về hết rồi, hết giờ làm các chị về rồi. Đây vải len nhá mọi người nhá, vải len, chất liệu len, em đứng gần cho mọi người xem, rất là xinh luôn. Vải này nhá, các chị có thể ăn no, bụng tròn xoe như bụng em này các chị cũng có thể mặc được. Vải này rất là xinh luôn, nhìn như kiểu là mình rất là eo ấy, nhưng mà có ai biết đâu là béo như con lợn rồi ấy. Rồi ok, Đỗ Thị Thao này, năm Trung Thơm Thảo Mi mặc vừa chị ơi, Loan Nguyên mặc vừa chị ơi, Hoàng Thùy Mi nhìn em nào thì nhìn thấy chị rồi này. Kiểu này, V10, chị ơi chị đặt lại giúp em nhá, chết rồi. Máy này hết pin rồi. Pancake, cứu, cấp cứu. Chị ơi. Đây, máy dưới này không biết đã được chưa? Đây rồi. 0909 vẫn còn, set 09 rồi là V10 vẫn còn, mọi người cứ đặt cho em nhá. Những ai mà đã xem những live trước của em ý thì cứ đặt hàng thôi, cứ đặt những cái mẫu bây giờ nhà em còn nhiều là 03, set 03, set 04, mẫu set 09 với lại mẫu V10 và những mẫu còn nhiều, còn những cái xem váy khác thì nhà em hết mất rồi. Váy len pha đen, váy len này nhà em là 250.000 nha. Được rồi, em sẽ mặc sang nốt màu cuối cùng là màu đen cho mọi người. Đây, xin mượn tạm cái vòng cổ cái này đi. Vòng cổ mọi người có thể tháo ra thoải mái nhá. Có thể tháo ra thoải mái với cái mẫu vòng cổ này. Không được rồi chị ơi. Chị ơi, máy này không được, cái máy này không được rồi. Ai thích cái váy này thì comment cho em này.
Màu em đang mặc là vải len nhá, ok tâm mi này. Màu trên canh là màu đỏ tươi, ok Đàm Linh nhá. Em sẽ mặc thử sang màu đen cho các chị xem. Màu đen là màu cuối cùng của cái mẫu này rồi. Sau đó thì nếu mà các chị thích thì em sẽ sang một số mẫu khác cho các chị xem. Ông điêu của thôi ông ạ, vào bấy bến xe mất có 5.000 thôi. Bến nào em? Bến nào mà chẳng thế. Em sợ em ra bến nước ngầm em bao tiền. Gửi xe chỉ có 5.000 thôi. Em buồn cười nhờ, em bảo cái bến này nha, nó nếu mà còn mốc phát nó mốc cái này thì nó cho em 10.000, 5.000 thì gửi xe được là 15.000 thôi nhá. Thế mai dẫn em ra bến Mỹ Đình nhá. Bến Mỹ Đình, em ở ngay bến Mỹ Đình đây. Anh em bảo lúc nào chỉ mất 5.000 thì gửi xe thôi. Nhưng mà thế em không mất tiền bóng phát nhé. Comment cho em nào váy này đi. Comment cho em váy này nhà em là V48 màu đen nhá. Màu đen đấy chị ơi. Màu đen pha nâu này rất là xinh luôn. Em bảo rồi màu đen thì các chị đừng bắt em mặc làm gì. Màu đen mặc dễ lắm rồi. Đây cho em pancake lên chưa. Trời ơi hôm nay sao pancake còn sao vậy. Đây đặt luôn lên đây này. Váy đấy có cần thiết phải đấy không? Rồi, ok chị Song Nhi này. Ok chị Thảo Trần Thị Thu nhá. Bao nhiêu váy này nhà em à? 250.000. Đây 250.000 nhá. Em đâu có vô duyên đến mức đấy ạ. À? Em móc cái dây áo dây váy. Rồi, 250.000 65 cân không vừa ấy chị ơi. Váy này nhà em có giá là 250.000. V48, V48 nhá. Chị nào thích thì đặt giúp em này. V48 nha, em có 5 màu. Màu đen này, màu đỏ tươi nhá. Màu nâu đất, màu đỏ đô và màu xanh rêu. Em mặc ở đây nhưng vẫn chưa kịp cho lên. Ok chị Nhung Duẩn, ok Thu Nguyễn nhá. Ok Trần Cảnh, cho em xin địa chỉ số điện thoại đi. Tay dài nhé, phải 2 hôm nữa mới có. Có em lại luôn cho các chị. Đang may rồi nhưng mà chưa xong. Chưa xong mới được mấy cái nên chưa bán được. Phải đợi nó lên khoảng mấy trăm cái thì bán nó mới thích. Còn mấy một vài cái thì bán không đủ để chia cho các chị. Ok Lily Tiến này. Bầu mặc được nha các chị nha. Bầu mặc được này, váy này. Váy này nhà em là 250.000. Ai thích thì đặt luôn giúp em nhá. Đây 250.000. Váy này rất là xinh luôn. Anh có 5 rồi. Ok Huỳnh Minh Sơn, ok Hiếu Hải Nguyễn này. Mọi người đặt giúp em V48 cộng kèm theo đó là màu, địa chỉ và số điện thoại nha. V48. Đây mẫu này là mẫu V48 nhá. Váy suông, hàng mới về nhà em. Hàng mới về luôn. Ok chị Hương Giang. Ok chị Sơn Dương. 65 cân không mặc vừa đâu mọi người ơi. Cho màu rêu thì đặt giúp em là V48 màu rêu đi ạ. V48 màu rêu này. Đây. Đây, váy này rất là xinh luôn. Các chị có thể thấy rất là xinh luôn đúng không ạ? Váy này váy suông và tặng kèm luôn trong sản phẩm. Đấy là một chiếc vòng cổ như thế này mọi người nha. Nhưng mọi người chú ý là lúc bỏ ra ấy, nó là ở trong cái vòng cổ này, nó là ở trong một cái túi zip như thế này. Túi zip như thế này thì mọi người phải tự sâu rồi nhá. Chứ bên em không sâu đâu, cẩn thận hồi rơi đấy. Rồi, ok Hoàng Vân, ok chị Song Nhi nha. Váy này váy len nhá, 250.000. Ai thích thì đặt giúp em. Váy len này 250.000 này. Đây V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. Ok chị Thảo mặc không vừa đâu chị ơi. Ok chị Phạm Tuyết này, ok chị Hoàng Thùy My nha. 56 Nguyễn Yến ấy mặc vừa chị ơi. Chị Thúy Tạ ai mặc vừa, các chị mặc khoảng 50 cân ấy, mặc thoải mái luôn. Riêng cái mẫu này hơn 50 cân, dưới 60 cân các chị mặc vừa thoải mái luôn. Còn trên 60 cân thì mình phải cao một xíu, gọn người một xíu. Ok Trần Cảnh này, 6 cân không vừa chị ơi. Thu Nguyên, ok chị nhá. Các chị đặt hàng chỉ cần để lại đầy đủ giúp em địa chỉ và số điện thoại, bên em gọi điện tư vấn cho từng người về chiều cao cân nặng luôn, nên mọi người yên tâm. Rồi, ok chị Thu Nguyễn này, váy này nhà em sale còn 250.000, 250.000 với chiếc váy như thế này. Các chị có thể mặc như thế này, sau đó khoác thêm một cái áo khoác một cái áo dạ bên ngoài nữa. Đấy, mặc đi làm, đi chơi vẫn rất là xinh luôn. Đeo thêm một đôi tất trần nữa thì không còn gì để nói luôn. Đây, như thế này nha, nhưng mà áo này không bán. Ok chị Bombi nha. Màu hồng không có nha chị nha, ship Vương Nghiên 30.000. Màu đỏ em mặc rồi các chị ơi. Em không mặc lại nữa đâu, em chỉ mặc mỗi màu một lần thôi, không mặc lại nữa. Lát nữa chị nào còn lăn tăn về màu thì xem lại giúp em. Còn màu trên canh thì chắc chắn em không mặc được rồi. Bởi vì cả nhà cả cửa có mỗi một cái thôi. Cả nhà cả cửa có mỗi một cái. Ok, mẫu nào
47 cân thì quá là dễ mặc luôn, các chị sao cứ phải phân vân nhở. Riêng 47, 48 cân rồi 49 cân thì mặc dáng rất là đẹp luôn rồi, còn phải phân vân gì nữa. 60 cân thì chị cao bao nhiêu các chị ơi? Các chị phải cân đối giữa chiều cao và cân nặng của mình. 60 cân và khoảng trên 1m6 thì cũng có thể mặc váy. Cái váy này rất là xinh mà, váy này rất là dễ mặc này. Đây, béo rồi có bầu vẫn có thể mặc được nhá. Ok chị xong Nhi này. Váy này chất liệu len mọi người nhá. Chất liệu len này. Đây. Váy chất liệu len nha mọi người nhá. 40 người gì nhờ? Ok chị Tuyền Kim này, 55 cân vừa, đảm bảo vừa. Em 53 cân vừa, 53 cân cũng vừa, 55 cân cũng vừa. Váy này nhà em sale còn 250.000. Ai thích thì đặt giúp em. 250k thôi. Ok chị Thúy Nguyễn cho em xin địa chỉ và số điện thoại nào. Chị Hương Kha chị mặc vừa nhá. 58 cân mặc vừa thoải mái luôn này. Chị Phạm Tuyết ơi. Váy này nhà em sale chỉ còn 250.000. Ai thích thì đặt giúp em là V2, V48 kèm theo đó là màu, địa chỉ và số điện thoại nào. Phi Bảo ơi, mẫu này chị cũng có thể mặc vừa này. Chị ơi, cái váy này nhà em không có size. Váy len thì các chị cũng đi đơn thì nó cũng không có size đâu. Váy này nhà em may chất liệu co giãn. Những cái phần mà nó bó như thế này là chất liệu co giãn nha, tay chứ thứ là chất liệu co giãn, còn đây là váy suông nên các chị mặc rất là dễ luôn. Đây 43 cân mặc được không giãn các chị ơi, các chị vứt vào máy giặt thoải mái luôn, quay thoải mái nhưng bỏ kim loại này ra nhé. Lúc mà nếu mà giặt tay thì không sao, nhưng giặt máy thì các chị bỏ cái vòng cổ này ra, không nó cào xước vào các sản phẩm khác. Ok Supi này, các chị phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Bên em bắt buộc các chị phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em. Kiểm tra giúp em đúng màu, đúng mẫu của mình thì mình mới nhận nhá. Đây, rồi 1m50 nặng 48, 1m50 thì mẫu váy này chị mới sẽ mặc trùm gối. Mặc trùm gối nhá. Ok Phương Phạm mặc vừa thoải mái luôn. Ok Doanh Tô đặt thì để lại giúp em V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. Sale còn 250.000 các chị nhá. Ok Hà Huỳnh này, đây váy rất là xinh luôn. Đấy, rồi giá 250.000, ship 30.000. Ship nội thành Hà Nội 20.000 và các tỉnh khác là 30.000. Cho em mặc cái áo đi, vào em lạnh quá, hơi lạnh rồi. Đây. Để tôi ok chị Dương Hằng nhá. Ok chị Dương Hằng, ok Sơn Dương. U40 thì mặc cái này thoải mái mà. U40 thì có thể mặc màu này này, mặc màu đen này. Mặc màu đen là rất là dễ mặc luôn. Mình tránh những cái màu mà nó nổi ra một xíu là có thể mặc được. Trịnh Thu Phương em sẽ sợ là nó sẽ hơi bị thùng thình đấy. Mẫu váy này mặc dù là dáng rộng nhưng mà gầy quá thì mặc cũng sẽ không đẹp này. Em cao 1m63 và nặng 53 cân. Rồi Bùi Hạnh, ok màu da bò cho em xin là V48 đi ạ. V48 chiều ok chị tự vải nhá. Mẫu mặc được, đúng rồi, mặc váy này nhà em là 250.000, ai thích thì đặt giúp em. Thường thì các chị mỗi mà một buổi tối chỉ like khoảng 1 đến 2 mẫu thôi. Đấy, like cho các chị xem mẫu mới, còn những nếu mà mai thì các bạn thì sẽ like các mẫu, like nhiều mẫu cho các chị xem. Đây, rồi 75 cân không mặc vừa các chị ơi. 75 cân thì không mặc vừa này. Váy này nhà em sale còn 250.000, ai thích thì đặt giúp em V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại nha. V48. Đây, ai thích đặt giúp em này, các chị để lại giúp em đầy đủ địa chỉ và số điện thoại để em gọi điện tư vấn. Chiều cao cân nặng như thế nào thì phải tùy thuộc từng người. Đấy, chứ còn em cứ đáp ở trên này thì mọi người cân nặng giống nhau nhưng chiều cao khác nhau thì nó lại là một vấn đề khác nhá. Mọi người phải nhớ để lại cho em số điện thoại và địa chỉ. Thì và những ai đã đặt hàng rồi thì chú ý cái điện thoại giúp em, ok, chú ý giúp em cái điện thoại này. Đặng Hải ok này. Váy này rồi ok, tình thương muôn vàn nhá. Chị Đặng Hải, chị mập hơn em một xíu thôi. Em cao 1m63, nặng 53. Còn nặng 53. Rồi, 49 ok Lan Thanh Hoài Nguyễn. Váy len nhá, bên em không bán hàng cốt tông đâu, bán hàng cốt tông 1-2 hôm mặc nó nhăn nhúm và mất khách luôn nhá. Áo em đang mặc là 250.000 cả, đây là váy nhá. 62 cân thì chị cao bao nhiêu? Các chị phải cao một xíu, người mình hơi gọn một xíu thì mới mặc được. Rồi, ok chị Phượng Ớt này. Váy này nhà em là 250.000 thôi, 250. 250 rất là rẻ luôn. Đây, sale còn 250, bình thường là bán 280.000 nhưng mà sale cho các chị còn 250 thôi. Đây, ok Hà
Trần này. Ok chị Hà Trần nha. Hà Trần này, ai thích thì đặt giúp em đi V48 kèm theo đó là màu, địa chỉ và số điện thoại giúp em này. V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. Đây váy rất là đẹp nhá các chị nhá. Ok chị Phật Tâm Thanh này. Ok chị Huệ Nguyễn em mặc vừa chị ơi. Các chị ơi, không phải là em kêu, em không trả lời tin nhắn trên inbox đâu. Vấn đề này thì trong livestream nào em cũng đã trả lời cho các chị rồi. Là bây giờ gần Tết nên là bất kể shop nào cũng thế, những shop mà buôn bán được ấy như nhà em thì là cái lượng đơn nó đang rất là quá tải. Một ngày em phải cùng các chị đóng gần 500 đơn hàng cơ. Có 4-5 người làm thôi, 4-5 người, thường là 4 người làm thôi mà đóng gần 500 đơn hàng. Nên là các chị thông cảm giúp em, bên em thực sự là chỉ có thể chốt được ở trên livestream. Còn những cái như là ở Zalo hoặc là tin nhắn thì rất là khó cho bên em để chốt hết cho các chị. Nên các chị cố gắng giúp em là đặt hàng luôn trên livestream giúp em nhá. Bên em có phần mềm ẩn comment nên là các chị không sợ bị lộ thông tin ra nhá. Ok chị Quỳnh Tạ này. Ship Lào Cai 30.000, Ngọc Lan Lưu mặc đẹp luôn chị ơi, hoa hồng lê ok chị nhá. M55 thì chị mặc sẽ đến chạm đầu gối nhá. Em mặc trên gối này thì chị sẽ mặc chạm đầu gối một xíu. Em 63 chị sẽ mặc khoảng đến đây. Đây rồi, ok chị Loan Nguyễn nhá. Đây váy này nhà em sale còn 250 này và nhận hàng thì các chị bắt buộc phải kiểm tra giúp em nhá. Nhìn đời rơi lệ cho em xin địa chỉ số điện thoại. Tất cả mọi người đặt hàng phải để lại địa chỉ số điện thoại. Không có địa chỉ và số điện thoại thì em xin lỗi là em không thể nhắn tin lại cho mọi người xin được đâu ạ. Bởi vì rất là đông khách, với cả là bây giờ đơn nó đang quá tải rồi. Nên là các chị muốn mua, thiện chí muốn mua thì cố gắng inbox cho em xin địa chỉ. Cố gắng comment cho em xin địa chỉ. Mà chị nào thiện chí nữa thì có thể gọi điện cho em, gọi điện cho số hotline bên em để đặt hàng trực tiếp nha chị nhá. Rồi, váy len tay dài mẫu này nhà em có len tay dài nhưng phải vài hôm nữa mới có. Đang may nhá, đang may mới được có vài chiếc thôi thì không thể bán được, phải nhiều một xíu thì mới có thể bán được cho các chị cơ. Một buổi tối em bán đến 200-300 đơn thì phải nhiều đơn để bán được cho, nhiều váy thì mới bán được cho các chị. May được có 20-30 chiếc thì bán không bỏ bán. Đào Thị Hương, chị chỉ cần để lại đầy đủ địa chỉ và số điện thoại thôi ạ thì chắc chắn là sẽ nhận được hàng thôi. Đây, rồi. Các chị để lại đầy đủ địa chỉ và số điện thoại, em gọi điện em tư vấn chiều cao cân nặng cho các chị luôn nhá. Váy đen 250.000 ạ. V10 màu cam vẫn còn. V10 màu cam vẫn còn. Váy này 250 nha các chị nhá. Đây váy của em đang rất là xinh luôn, 250. Em thấy Thúy Hoàng Hồ ơi, sale chỉ còn 250 thôi nên là các chị nhanh tay này, nhanh tay nhá. Nhanh tay mua màu váy này, em nghĩ thời gian này các chị mua hàng là rất là hợp lý luôn. Bởi vì nó gần Tết rồi, càng gần Tết thì các mẫu váy nó càng đắt. Càng đắt mà lại còn không có hàng bán luôn ý. Ok Lê Phong Lan nhá, váy em đang mặc là V48. Ok Thanh Xuân này, V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. Mua váy em đang mặc thì comment giúp em là V48 màu đen nhá, kèm theo đó là địa chỉ và số điện thoại nhận hàng giúp em nhá. Đây, đặt giúp em mẫu này là V48. Đào Thị Hương ơi, cho em xin địa chỉ và số điện thoại. Nhà em váy len không có sai, váy len không có sai đâu ạ. Váy len thì các chị lưu ý giúp em là thường là sẽ không có sai đâu. Đây, cái màu đỏ đằng sau không có dài tay, chị hiện tại chưa có dài tay. Ok chuột đồng nha. Ok chị nào vừa đặt V10 cam Thương Huyền. Ok này, V48 cho em xin địa chỉ số điện thoại đi ạ. Cho chị xem các màu đây, các màu em giới thiệu này một lần nữa nhá. Màu đỏ tươi này, màu đỏ đô này. Đây hai màu cho các chị so sánh, màu đỏ tươi, màu đỏ đô nhá. Màu xanh rêu, màu xanh rêu và màu nâu đất. Chị nào thích thì đặt giúp em là V48 kèm theo màu, địa chỉ số điện thoại. Chị Nguyệt Nguyễn ơi, không mặc vừa chị ơi. 250.000 nha các chị nhá. Đây 250.000. Ok chị Nguyễn Lưu. Đây các chị ơi, hôm nay thì chắc là em sẽ chỉ like cái mẫu này thôi. Còn các mẫu khác thì em sẽ để dành ngày mai em like. Mỗi ngày em sẽ mai like một mẫu mới cho các chị nhá. Còn buổi trưa, trưa mai và trưa mai thì các bạn ấy sẽ like cho các chị những mẫu tối nay em like và những mẫu khác nhá. Rồi, ok. Các chị ơi, nếu như mà các chị không có câu hỏi gì nữa thì em sẽ xin kết thúc live stream. Xin kết thúc live stream của em ở đây. Đây. Không, cái váy này là V48 và có giá là 250.000.
250.000 cái máy này của em nhá. Chị nào thích thì để lại giúp em là V48 cộng màu, địa chỉ và số điện thoại. Và sau đây thì em sẽ tải cái livestream này của em lên. Và những chị nào mà còn lăn tăn về màu thì có thể xem lại cái livestream này và đặt hàng trực tiếp trên livestream này giúp em nha. Sẽ sale chỉ còn 250.000 thôi, nên là các chị tranh thủ thời gian để mua hàng đi ạ. Và cuối cùng em xin chúc các chị một buổi tối thật là vui vẻ và ngủ thật ngon các chị nhá. Nhớ là sáng mai bên em sẽ bắt đầu làm việc từ 8 giờ, chú ý điện thoại giúp em và theo dõi giúp em nha. Em chào tất cả các chị ạ. Tuyết Nguyên ok nha chị nha.